chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái module điều khiển ống cướp bước A1958. Trên tay mình đây là module này. Module rất là nhỏ gọn. Mình nói qua về thông số kỹ thuật của nó. Thì module này sử dụng IC A4988 này. Thì khi hoạt động chúng ta cần phải có một cái tản nhiệt cho con IC này, vì nó có thể nóng. Và ở đây có các cái chân điều khiển này. Thì chân RD và chân BDD là chân cấp nguồn cho module. Mình có thể cấp nguồn từ 3,3 đến 5V. Và chân từ chân 1B, 1A, 2A, 2B là chân ra điều khiển cho động cơ bước. Chân V1, chân V1 là chân điện áp điều khiển. Thì giải hoạt động là từ 8 đến 35V DC. Đây, sang bên này là chân direct, là chân chọn chiều quay cho động cơ bước. Chân step là chân bắn xung vào để điều khiển động cơ bước. Chân slip, chân reset là cái chân này mình không cần quan tâm. Chân MS đến chân MS1 đến chân MS3 là để chọn các cái chế độ điều khiển động cơ bước. Thì ở đây có 5 chế độ là full bước, 1/2, 1/4, 1/8 và 1/16. Còn chân enable là chân cho phép module hoạt động. Thì thường thường các cái chân enable sẽ kéo xuống mức 0, đúng không? Cho xuống mát đấy. Và chân MS1 đến chân MS3 kéo xuống mát để chọn chế độ. Thì kích thước của cái module này chỉ là khoảng 15x20 và x2mm. Và phía trên có một cái biến trở dùng để điều chỉnh cái dòng điện này. Thì cái sơ đồ kết nối module điều khiển động cơ bước này với lại cái động cơ bước các bạn có thể tham khảo trên trang bán linh kiện.vn vào phần module điều khiển động cơ bước A1958. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm một cái ứng dụng là điều khiển tốc độ động cơ bước bằng con biến trở này. 100k hoặc bạn có thể là dùng 10k cũng được. Và ở đây mình sẽ sử dụng kit Arduino Uno R3 để điều khiển. Và mình có chuẩn bị thêm một cái socket module A1958. Đây. Thì mình nói qua về cái socket này. Ở đây có cái hai hàng chân này để cắm cái module điều khiển động cơ bước lên này. Các bạn nhớ cắm đúng chân nhé. Đó. Đây là các cái công tác gạt bit để chọn chế độ điều khiển động cơ bước. Các cái chân đầu ra để kết nối với lại động cơ bước này. Đây là chân cấp nguồn này, 5V này. Chân cấp điện áp điều khiển này. Chân đây có 3 chân là S là chân step, D chân director, chân enable, chân E. Đó. Thì với cái socket này các bạn chỉ cần việc cắm dây vào là điều khiển được. Thì ở đây mình có một cái động cơ bước cũ, bước của nó là 1.8 và dòng điện nó là 2.1A, điện áp là 5.6V. Thì ban đầu khi mà chưa biết dây nào là một cuộn dây thì mình xin hướng dẫn các bạn xác định cuộn dây này. Thì các bạn cứ lấy hai dây bất kỳ và trụ vào này. Thì ban đầu chưa trụ này thì cái động cơ bước này quay rất là dễ. Và khi bạn trụ hai cái đầu dây bất kỳ này, nếu mà khi mà trụ mà cái động cơ bước này nó quay khó, quay chậm ấy, rất khó quay, thì là hai cái đầu dây đấy là thuộc một cuộn dây. Đó. Các bạn cứ làm lần lượt với các dây còn lại, nếu mà nó sẽ quay đây, rất khó quay thì đó là cùng một cuộn dây. Đây, mình xác định là hai cái này. Rồi. Thì các bạn làm tương tự với lại các cái dây còn lại. Ở đây mình đã xác định xong rồi. Thì ở đây mình đã kết nối xong cái mạch điều khiển tốc độ động cơ bước thông qua con biến trở này. Thì cái tín hiệu từ biến trở mình sẽ đưa vào chân analog, chân A0. Chân này 5V này, GND này. Và ở cái socket này thì chân step mình lấy tín hiệu từ chân 3 của Arduino và chân điều hướng, chân D lấy từ chân 4 này. Còn chân enable cho phép hoạt động, mình kéo xuống mát. Đây, nguồn 9V này, GND và nguồn 5V. Đây là 4 dây ra động cơ bước, thì hai dây này là một cuộn này. Hai dây này là một cuộn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp cốt.
trên đây mình có một cái code để điều khiển tốc độ cơ bước này. Đây. Chân 3, chân 4 và đọc tín hiệu từ analog. Chân A0 và chuyển dùng hàm map chuyển bắn tốc độ vào cho cơ bước. Rồi, mình tiến hành nhập code này. Ok, mình đã nạp xong. Đó. Thì bắt đầu rồi. Chạy rất là chậm. Các bạn có thể chỉnh cái dòng sử dụng cho mô đun ở cái biến trở nhỏ nhỏ này. Đây, tăng tốc độ này. Đó. Để mình dán thêm cái gì cho nó dễ nhìn. Đó. Thì các bạn có thể chọn chế độ phun bước này. Ở đây mình chọn chế độ phun bước đây. 1/2. Đó. Thì tùy các bạn điều khiển thôi. Rồi. Thì trên đây nó vừa giới thiệu về cái mô đun điều khiển động cơ bước A1988 và cái socket cho con mô đun này, và làm một cái ví dụ nhỏ nhỏ để điều khiển tốc độ động cơ bước thông qua biến trở. Đây. Thì ở các cái video lần sau mình sẽ làm một số ví dụ với lại mô đun điều khiển động cơ bước và cái động cơ bước này. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.